Những ngày này vào buổi chiều, dạo quanh một vòng thành phố, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp nhiều địa điểm thả diều lý tưởng, thu hút hàng trăm người dân đến vui chơi. Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn không ít nỗi lo với nhiều nguy hiểm rình rập nếu không cẩn thận. Thả diều là một trò chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Với người ở thành phố, đây cũng là dịp để cả nhà thư giãn sau giờ làm việc mệt nhọc và gợi nhớ về tuổi thơ. Tuy nhiên, điều kiện chơi thả diều an toàn là phải ở nơi trống trải, ít cây cối, nhà cửa. Hiện nay, nhiều người lại tụ tập thả diều gần các tuyến đường giao thông, công viên, đường có lưới điện, tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm. Mình nghĩ là cũng có nguy hiểm và nếu như mà không may thì sẽ có những cái tình huống mà nó có thể xảy ra và nó cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Bên cạnh đó, do số lượng diều thả tập trung ở một chỗ quá nhiều nên dây diều dễ vướng vào nhau. Vì các em nhỏ chơi diều tùy tiện không được người lớn theo dõi nhắc nhở thì rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Nhất là nhiều em liều lĩnh thả diều gần đường dây điện, khu vực có nhiều xe cộ qua lại rất dễ xảy ra tai nạn, chập cháy về điện ảnh hưởng đến tính mạng.